Bên cạnh công tác tiêu thoát nước thì vấn đề dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão cũng đang được đẩy nhanh. Riêng tại Hải Phòng thì 16.000 cây xanh bị gãy đổ tại khu vực trung tâm thành phố sau bão số 3. Những ngày này thì hàng trăm nhân viên cây xanh từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên đang có mặt tại Hải Phòng cùng thành phố xử lý cây xanh gãy đổ, giải tỏa ách tắc giao thông cũng như là trồng lại cây xanh. Ngày thứ tư, nhóm 22 nhân viên cây xanh thành phố Đà Nẵng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Anh Châu, một trong những công nhân đã tình nguyện đăng ký ra giúp đỡ Hà Nội và Hải Phòng đầu tiên. Bờ mình thôi, nói chung thì mình sống trên một cái đất dễ hình giấy từ đâu mình đó thì mà như Đà Nẵng hồi xưa cũng gặp đó thì người này cũng vô hỗ trợ cho mình. Thế thì vùng nào của mình cũng coi như là quê hương của mình hơn. Dạ, tình cảm của người dân mình là máu đỏ da vàng mà. 48 nhân viên cây xanh của thành phố Hồ Chí Minh chia hai nhóm cũng có mặt tại Hải Phòng và Hà Nội ngay sau bão số 3, đến giờ đúng một tuần. Nhiều ngày mưa liên tục, rồi lại nắng liên tục, nhiều người không quen thời tiết, nhưng không ai dừng tay. Việc cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường trung tâm, đông người qua lại, đòi hỏi phải thận trọng hơn. Tôi nghĩ là cái tình đồng bào đoàn kết đó là nó giống kiểu đó, tinh thần nó trỗi dậy. Bà con ra động viên này, không có nước, thấy anh em cho nước uống này, cho đồ ăn này. Đó là cái tình cảm ấy, là dù có mệt nhưng mà vẫn phấn khởi. Đồng bào miền Nam Việt Nam mình á, nói chung mình giờ mình không có hỗ trợ được gì thì mình có sức thì mình hỗ trợ sức. Miền Bắc miền Nam là anh em chung một nhà. Sau bão số 3, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, việc thu dọn và dựng lại cây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để sau đó kết nối lại hệ thống điện, nước, mạng viễn thông. Rất là trân quý những người bạn của mình, những người bạn những ngày qua thì những kể cả những lúc mưa lúc nắng thì các đồng chí cũng rất là nỗ lực hăng say trong công việc, tuy rằng là sang hỗ trợ bạn thôi nhưng mà cũng coi như là việc của nhà mình. Có khoảng hơn 1.000 cây xanh đang được trồng lại trên khắp các tuyến phố và nhiều cây xanh khác sau đó sẽ được trồng mới. Một công việc vô cùng vất vả, nặng nhọc, đòi hỏi những nhân viên cây xanh cố gắng cả ngày và đêm với mong muốn duy nhất thôi, đó là trả lại màu xanh và cuộc sống bình thường cho thành phố này. Dự kiến việc thu dọn cây xanh trên các đường phố của thành phố Hải Phòng hoàn thành vào thứ tư tuần sau. Khi ấy, những người bạn phương xa này sẽ rời thành phố, mang theo bao ân tình với người dân.